Khách hàng đang đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Nam Từ Liêm, đi làm ở khu vực Mỹ Đình thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Ngọc Anh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một ngôi nhà 5 tầng xây mới cách với trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 800 m. Với cái ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, thậm chí là còn chưa dọn vệ sinh các mọi người ạ. Nhưng mà Ngọc Anh quay và review cho quý vị diện tích 30-31 m2, xây là 5 tầng, xây mới, giá bán rất là hợp lý, chỉ hơn 3 tỷ một chút xíu thôi. Và với ngôi nhà này thì tất nhiên luôn luôn sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, hồ sơ pháp lý rõ ràng, đường ngõ thực tế trước nhà ở đây khoảng tầm 2 m, cách với lại đường ô tô đi lại 50 m. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể. Với phần cửa chính của ngôi nhà, hướng nhà ở đây là hướng Đông Nam. Quý vị nào đang hợp hướng Đông Nam hoặc cần tìm hướng Đông Nam thì đừng bỏ lỡ nó, bởi vì ở đây hướng Đông Nam thì nó chỉ có 2 căn thôi. Và thiết kế của ngôi nhà, mời quý vị theo em vào tầng 1. Phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện. Tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế phần phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Vị trí ngôi nhà này quý vị đi làm ở Hà Đông cũng tiện, đi làm theo cái trục đường mà đi ở Nam Từ Liêm, hoặc là đi từ Nam Từ Liêm đi tắt sang bên đường Sa Đôi ra Mỹ Đình cũng khá là gần, bởi vì từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình nó chỉ khoảng tầm 8 đến 9 km thôi, tương đối là hợp lý. Và quan trọng cái khu vực ở thì nó thoáng, nằm sát với lại khu đô thị Dương Nội, cho nên là quý vị cũng được tận hưởng toàn bộ những cái tiện ích của khu đô thị mang lại. Ví dụ như buổi tối có đi tập thể dục hoặc là đạp xe rất là ok. Xung quanh thì dân cư đông đúc, cũng như chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đều gọn gọn trong bán kính khoảng tầm 1 km là đáp ứng đầy đủ hết cho quý vị. Trung tâm thương mại, bệnh viện, ở đây thì cách với bệnh viện đa khoa Hà Đông nó rơi khoảng tầm 2,5 cây thôi. Và căn nhà này thì có một chút về cái vấn đề dọn dẹp vệ sinh nữa, là quý vị có thể dọn đồ về ở. Về cái vấn đề dọn dẹp thì nói thật với mọi người luôn là chỉ trong vòng một buổi sáng là có thể dọn xong hết. Sổ sách pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và tất nhiên chắc chắn là sẽ có quý khách hàng hỏi Ngọc Ánh là với căn nhà này thì có thể hỗ trợ được tối đa bao nhiêu, thì hỗ trợ khoảng tầm tối đa cho quý vị tầm 2 tỷ về phần ngân hàng, còn lại thì quý vị chuẩn bị trước phần tiền mặt cho Ngọc Ánh nhé. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện nước, thiết kế lắp đặt đầy đủ, điện nước riêng, xây riêng biệt, tường riêng, cột riêng, móng riêng cho quý vị nhé. Đây là phần phòng bếp, tủ bếp của hoàn thiện cũng được hoàn thiện xong hết đầy đủ. Phần tủ bếp này, phụ kiện này, lắp đặt xong hết tinh tương, đúng như mà hiện trạng thì dọn đồ về ở được. Quan trọng nhất là 100% sổ sách chuẩn chỉnh, 5 tầng xây mới, một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 đây. Đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị. Diện tích 30 m, cho nên là thiết kế tối ưu công năng. Còn nếu như mà để tuyệt đối thì mỗi người mỗi ý, nên là cũng rất là khó, đúng không ạ? Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà nhé. Và Ngọc Anh đang đứng ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Các nhà này tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì chủ nhà đang chờ để thiết kế sàn gỗ nữa là xong mọi người nhé. Này, cửa sổ thông thoáng, hướng nhà Đông Nam, mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát. Bác nào mà đang hợp hướng Đông Nam thì đừng bỏ lỡ nó. Với cái thiết kế cụ thể hợp lý, Ngọc Ánh review thì luôn luôn chuẩn chỉnh cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà, review từ đường ngõ, thì mọi người cứ yên tâm rằng là quý vị đến xem nhà như thế nào thì nhà đó là như vậy. Với cái phòng ngủ này thì ánh sáng tự nhiên, cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây chờ át chờ điều hòa đều được chủ nhà lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, cho nên vào không gian nhà diện tích nó chỉ có 30 m2 thôi, nhưng mà đến nó tương đối là rộng. Phòng vệ sinh sử dụng cho phòng ngủ ở phía bên ngoài đây ạ. Đầy đủ cho quý vị hết. Bồn cầu, sen cây tắm, phòng vệ sinh rất là rộng. Đấy. Điện nước đầy đủ. Phòng vệ sinh thì được ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ. Từ vị trí ngôi nhà này quý vị cũng có thể đi làm theo trục đường Lê Trọng Tấn, đi ra lối thiên đường Bảo Sơn, bởi vì từ vị trí nó mà đi ra tới cái mặt đường Lê Trọng Tấn thì nó khoảng tầm 600-700 m mọi người nhé. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Với thiết kế của ngôi nhà 5 tầng, 3 phòng ngủ rộng, mỗi một tầng một phòng, tối ưu công năng sử dụng cho một hộ gia đình. 5 tầng xây mới, sổ sách chuẩn chỉnh, thiết kế hợp lý, công năng sử dụng cho một hộ gia đình ok. Vị trí giao thông đi lại thuận tiện, Vậy thì quý vị còn chần chờ gì mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh để có thể sở hữu được ngôi nhà mơ ước ạ? Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Chắc chắn. Phòng vệ sinh tất cả đều để ở bên ngoài. Phòng vệ sinh nào cũng rộng rãi và thoáng. Đây. Vị trí thì thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông. Phường Dương Nội, quận Hà Đông là một trong những phường quỹ đất còn rất nhiều, cũng là một trong những phường mà cái tầm nhìn phát triển trong tương lai rất là ổn. Bởi vì ở đấy có khu đô thị Nam Cường, có trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông, đường xá, cơ sở vật chất hạ tầng đang cực kỳ là phát triển, giao thông đi lại rất là ok. Mời quý vị theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà, bởi vì tầng 4 thiết kế giống hệt như tầng 2, tầng 3. Vậy thì phần còn lại tầng 5 thiết kế ra sao? Dạ vâng, với tầng 5 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng như sau. Trên phía tầng 5 thiết kế một phòng thờ riêng. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Căn nhà này thì có một chút về cái phần hoàn thiện, về cái ba sàn gỗ tầng 2, tầng 3, tầng 4, hoặc nếu như quý vị mua tại thời điểm này không thích sàn gỗ thì quý vị có thể thay thế bằng gạch lát nền. Cái đấy thì tùy mục đích công năng. Còn căn nhà này thì hoàn thiện là tương đối rồi. Còn lại sân phơi. Đây mọi người ơi, đứng từ vị trí ngôi nhà này quý vị có thể nhìn thấy khu đô thị Dương Nội cũng như là Vinhomes Smart City, trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông. Đấy, tiện ích giao thông, vị trí đi lại thuận tiện. Với cái đây là cái phần sân phơi và còn đằng sau của ngôi nhà cũng thiết kế như thế, thoáng trước thoáng sau cho quý vị nhé. Đấy, nhà nào cũng có ô giếng trời thoáng để lấy ánh sáng xuống các tầng phía trong. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Em chỉ dùng duy nhất 2 số thôi, 0983 013403 hoặc 0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp.